Xin chào các bác. Hôm nay shop nhà em xin được giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ vô cùng độc đáo đến từ thương hiệu Smogo của Nhật Bản. Với cơ chế hoạt động là tròn giờ sẽ đánh nhạc các bác nhé. Đây ạ. Đấy, các bác nghe không ạ? Được thiết kế ở bên trong là tạo hình những chú búp bê với lắc xoay, chuyển động rất độc đáo. Đấy, những chiếc kèn này. Đây, ở bên trên này. Có kích thước chiều cao là 56 ngang 39 và dày 10 cm các bác nhé. Mặt kính mo cong ạ. Tròn giờ thì các chú bê tạo hình là sẽ đánh vào những chiếc chuông này đúng không ạ? Rất là ấn tượng. Đấy. Sở hữu 6 bản nhạc. Rất là hay. Đấy. Các bác đang được nghe một bản nhạc này, Yesterday One More. Viền ngoài thì màu nâu cũng rất là đẹp. Nếu bác nào quan tâm đến chiếc đồng hồ này thì hãy inbox ngay cho bên em nhé. Em xin được cảm ơn và chào các bác.